Rồi, xin chào anh chị bạn trở lại với trên đường xe hơi. Hôm nay em quay cái Mazda CX-5. Đây là phiên bản bán chạy nhất. Mazda CX-5 2.0 Grand New Active 839 triệu đồng. Và đây là màu có thể nói là màu xanh đen, màu khá là thương hiệu của Mazda CX-5. Ngoài đỏ pha lê thì màu xanh đen này cũng rất là nhiều anh chị thích và đặt lựa chọn. Thứ nhất là với cái hàng Mazda thì thật sự là sử dụng xe màu đen thì cũng rất là hiếm ạ. Và đa phần thì bên em là sẽ tư vấn màu xanh đen. Thì có ánh nắng này thì em quay thực tế màu như này để mình có thể cân nhắc tham khảo thêm. 839 triệu đồng chưa bao gồm chi phí ra biển ạ. Thì hiện nay với các bác lăn bánh ở Bắc Ninh nó sẽ đâu đó hết vào khoảng 930, và trả góp thì các bác chuẩn bị giúp em đâu đó vào khoảng gần 300 triệu là mình có thể lăn bánh cái mẫu xe Mazda CX-5 bản cao cấp nhất rồi. Thì bản Premium chúng ta được trang bị một bộ mâm giống với mâm của Deluxe và Luxury. Tuy nhiên thì bắt đầu trên bản Pre chúng ta sẽ có cửa sổ trời, logo 3D cũng như là những tính năng an toàn như Adaptive Cruise Control, giữ khoảng cách của xe phía trước, cảnh báo lệch làn và giữ làn đường. Ngoài ra thì bắt đầu từ phiên bản Premium thì mình có sửa ghế và sửa vô lăng, 10 loa bâu, chung là cam 360, nó rất là nhiều công nghệ với 40 triệu chênh lệch so với bản Luxury. Cửa sổ trời thì cũng nhiều khách hàng sẽ cố gắng lấy phiên bản Premium này. Đó. Ngoài ra thì trên 20 triệu nữa mình có Sport và thêm 20 nữa thì mình có Exclusive với Zanappa và một bộ mâm mới hoàn toàn. Đó, thì em quay nhanh cái màu xanh, bên em hay gọi là mã màu xanh đen của dòng Mazda CX-5. Các bác mua trả góp thì hiện nay cái lãi suất nó cũng rất là rẻ rồi, đâu đó vào khoảng 7-8%, cố định khoảng 2-3 năm. Cái này thì do tùy mình lựa chọn. Với những khách hàng mà có hồ sơ tài chính tốt, chứng minh thu nhập tốt thì cái lãi suất rất là ưu đãi. Ngoài ra thì các bác mà cần xử lý thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được tư vấn cũng như là được báo lại cái lãi suất nó hợp lý nhất ạ. Em cũng xin giải thích qua một chút thì thời điểm này Mazda họ sẽ không, gần như sẽ không có thương lượng về giá bán, tức là mọi cái giảm giá về tiền mặt thì đã trừ thẳng vào giá niêm yết rồi. Thế cho nên là cái giá niêm yết của CX-5 hay các đầu xe của Mazda thời điểm này thì so với các phân khúc đối thủ thì cũng nghe rất là mềm, đúng không ạ? CX-5 thì rẻ nhất là 760, đa phần thì bọn em sẽ bán nguyên giá và sẽ có voucher, ví dụ như là 50% bảo hiểm thân vỏ trong tháng 3/2024 như này. Và những cái phụ kiện tặng kèm theo xe thì vẫn được trang bị đầy đủ như là phim cách nhiệt Luma của Mỹ bảo hành 5 năm, bọc vô lăng, đúng không ạ, thảm sàn da, bộ cứu hộ bên em vẫn trang bị đầy đủ cho khách hàng. Chủ yếu là nó sẽ không còn những cái ví dụ như là giảm sốc khoảng 50-60 triệu, đúng không ạ, như các Fortuner hoặc là Ford Everest đó, thì em cũng lưu ý lại giúp anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mua xe tham khảo xe trực tiếp lái thử thì ở Bắc Ninh, vui lòng alo trực tiếp qua em Hùng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.